các bạn nhá, các bạn quay trở lại cả tiếp theo mình nhé. Đấy các bạn ơi, hôm nay là mình sẽ làm một món ẩm thực, đó là mình sẽ làm món chim mọi người nhá. Đấy mình sẽ dán đi cho con chim di mình bấy được hôm trước mọi người. Thế là hôm nay mình mới làm ăn, cứ mấy con kia mình sẽ làm sạch để trong tủ mọi người nhá. Đấy xong là bây giờ chỉ còn mỗi 4 con hôm nay mới được này, hôm nay mới được 4 con mọi người nhá. Đấy còn 4 con nữa thì mình sẽ nhổ lông 4 con này thêm vào mấy con hôm trước mình bấy được kia. Thì mình sẽ dán ra mọi người nhá. Đấy mọi người cũng theo dõi mình chế món nào. Mình đã nhổ lông xong rồi này. Đấy nó không ra được hết kiểu này. Bây giờ mình sẽ hơ lửa. Hơ lửa để nó cháy lông vào cho mình mới nhổ ra mọi người nhá. Đấy. Con chim này rất là béo luôn mọi người ạ. Này, quá béo, chim di này béo lắm. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành hơ lửa nhá mọi người nhá. Không tí mình sẽ đi rửa sạch xong là cho ớt khén vào. Đấy, ớt khén thì mình đang làm bên kia, đấy hấp xong rồi mọi người ạ. Đấy, có cả xả nhá mọi người nhá. Xong là gừng, khén, ớt, tỏi, hành, hành củ nữa nhá mọi người nhá. Đấy. Mình đã làm xong sạch sẽ rồi. Tất cả là 30 con mọi người nhá. Đấy, 30 con chim di. Hôm qua không bấy được nữa. Hôm trước mình bấy được 13 con, hôm qua bấy được thêm. Hôm nay bấy được thêm 4 con nữa, được thành 30 con mọi người nhá. Đấy. Nhiều lắm. Đấy mình phải thịt luôn mọi người ạ, không nó gầy đi mất. Đó, bây giờ mình sẽ rửa sạch kiểu này xong mình bóc đấy ruột nó ra xong mình sẽ nhồi gia vị vào để gia vị vào để rán mọi người nhá, rán lên. Không nướng nữa, hôm nay không nướng nữa. Xong mọi người nhá. Đấy, mình làm kiểu này này. Đấy, bổ bụng nó ra kiểu này, sạch sẽ luôn, rửa sạch hết rồi. Bây giờ chỉ cho gia vị vào thôi. Thế là 30 con mọi người nhá. Đấy. Đây. Gia vị vào kiểu này này. Đấy, muối 19, cho ít muối thôi. Thôi xin ạ. Đấy. Ướp gia vị, xong là tí mình sẽ nhét nhồi vào đây. Đây, nhét vào phần này mọi nhá. Đấy, nhưng mà được ít lắm nhỉ. Con chim này nó con bé này nên được là được ít gia vị á. Đấy, buộc nó vào. Hai con mọi người nhá. Đấy, được hai con rồi. Đấy, còn con thứ ba cứ nhồi vào kiểu này mọi người ạ. Tí là nhét cả mấy con kia mình kiểu là không bổ phanh, có mấy con không bổ đúng rồi. Mà hết nhét vào mọi người nhá. Xong mọi người nhá. Đấy, bây giờ chuyển qua cho vào nồi mớ thôi, rán lên thôi. Đấy, ok rồi, xong hết rồi. Đấy, nhìn hấp dẫn không mọi người? Quá hấp dẫn luôn đúng không? Quá ngon. Thôi bây giờ cho lên nồi mớ mọi người nhá. Cho cái chảo mớ lên. Đấy cái này mới là mớ lợn mọi người nhá. Đấy. Cho rán mớ lợn nó mới ngon, thơm mọi người ạ. Đấy, mớ lợn bản đấy mọi người ạ, nguyên lợn bản luôn. Tí nồi mớ này nóng lên thì mình sẽ cho con chim mình vào mọi người nhá. Đấy. Mớ này đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ thả con chim vào thôi nhá. Đấy. Tí là hết vấn ngay, mình sẽ làm hai mẻ rồi nhá. Mẻ này không có ớt khén này. Kiểu là có trẻ con nhá mọi người, không ăn ớt khén được nên là để dành phần trẻ con mọi người nhá. Đấy. Mình phải dán trước cái này. Tí là nhìn vàng khè ngay mọi người ạ, thơm ngay. Đây, hấp dẫn chưa? Đấy. Tí là chín ok luôn. Mày đầu tiên sắp chín rồi đấy. Đây được rồi, vàng khè rất là ngon, nhìn rất là hấp dẫn anh em nhé. Đấy, tí mẻ kia còn hấp dẫn hơn cả anh em. Mẻ kia nó có một gia vị đàng hoàng đầy đủ. Đấy, ớt khén đầy đủ. Đấy, vì mẻ này là không có ớt khén mọi người nhá. Đấy, rất hấp dẫn mọi người. Quá ngon. Rồi, xong rồi chín rồi anh em nhé. Rồi mình sẽ bỏ xuống thôi. Đấy. Mẻ đầu tiên đã xong anh em nhá. Bây giờ cho mẻ thứ hai anh em nhá. Đây. Đúng lắm anh em ạ. Âu âu âu. Không sao. Không sao cô Lâm. Đây, bảo cô Lâm tay.
nhìn hấp dẫn lắm bạn. Ủa đi về cuối đấy, ta chụp không? Đấy chụp không? Đấy chụp. Đây anh em ơi, hấp dẫn không? Đấy, thơm lừng người anh ạ, thơm lắm. Quá ngon anh em ạ. Thơm lắm anh em ạ. Thơm lừng. Quá ngon. Tí là ok anh em nhé. Đây, mẻ đầu tiên của mình đây. Chín rồi anh em ạ, rất thơm, rất ngon. Đây, nhìn hấp dẫn lắm. Rồi, được mẻ đầu tiên rồi anh em nhé. Bây giờ mẻ thứ hai cũng sao ô. Được một lúc nữa là ok luôn anh em ạ. Mình sẽ thưởng thức thôi. Đây anh em nhá. Đấy, sắp được rồi nhá. Đấy, hấp dẫn không anh em? Rồi, ok rồi anh em ạ. Thì là mình sẽ bỏ xuống luôn anh em nhá. Từ một lúc nữa. Tầm 1 phút 2 phút nữa là được rồi. Quá ngon. Đặc biệt con chim này là mình không để nó cháy vào nhiều anh em nhá, để không nó đủ chín là mình phải bỏ ra thì nó mới ngọt thịt anh em nhé. Nó cháy quá thì nó lại không ngon anh em ạ. Rồi, được rồi, thế thôi, được rồi anh ạ. Thôi, bỏ xuống thôi. Được rồi anh em nhé, bây giờ mình sẽ bỏ xuống anh em nhé. Ngon xinh nha. Đây, gia vị của nó cháy, nó ấy ra ngoài anh em. Đây, mình sẽ gắp ra từng con một để cho anh em xem thử. Chân nướng xem nhé, đây một con quá ngon đấy, đậm cấp luôn. Xong anh em nhá. Đấy, bây giờ vừa chuẩn bị thưởng thức thôi anh em ạ. Đấy, hấp dẫn không anh em? Đấy, có một bát tẩm chéo. Đấy, bây giờ cho cơm vào chiến luôn anh em ạ. Đấy, cái này ghém cơm sôi ăn, ngon lắm anh em ạ, chất luôn. Đấy, úi xời, thơm đừng. Thôi, ăn cơm thôi anh em ạ. Thôi, mấy anh em dùng chim rán cùng mình nhá. Đây. Đấy, mấy anh em nhá. Mấy anh em đấy. Thôi, dùng thôi. Ngon lắm anh em ạ. Ngon lắm. Ngon lắm, hấp dẫn lắm anh em ạ. Thôi chiến thôi. Đây anh em ạ, chiến thôi. Đây mấy anh em nhá. Đấy. Nhìn béo lắm. Đây mấy anh em nhá. Món này nhắm bia thì gọi nó không thể thôi rồi anh ạ. Ngon lắm. Ừ.
Cái này là mình rán là không để nó cháy anh em ạ. Thì mình rán là vừa đủ chín thôi là ăn rất là ngọt anh em. Nhưng mà rán nó cháy quá thì nó lắng anh em nhá. Rồi là nó cháy, nó mùi cháy, nó lắng á. Nó không ngon, rất ngon. Ngày nào cũng có món này ăn thì hoặc là bổ thì thôi, hoặc béo thì thôi. Chứ gì là phải mùa nào cũng có, mùa nào đúng là mùa tháng 3, tháng 4 này thì nó mới bấy nó mới bào nhá, còn mùa khác thì nó không bào. Làm cái đây bấy tiếp để về làm món cháo nữa anh em. Chân di này là mùa này là nó không có cái gì ăn ấy, nó đi kiếm ăn thì mình đặt bấy có thức ăn cho nó ấy, nó vào ăn là tham ăn anh em ạ, không chết thôi. Kém sôi quá, ngon tuyệt vời luôn. Ăn xong hết sạch anh em nhá, không đủ mồi anh ạ, hôm nay hết sạch rồi. Đó, bây giờ cũng nói trong đủ anh ạ. Thế hôm nào đi bấy tiếp để làm cháo đi. Thôi dọn đi. Thôi anh em nhá, bây giờ mình xin kết thúc video của anh em nhá. Nếu em làm thấy video hay, đừng quên like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhá. Cùng lại mọi người theo. Bye bye.